trong gia đình làm hầu hết mọi việc, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có nàng yêu thương và nhỏ cánh mơ. Thân tôi mang kiếm phu không được lại gần đến nàng, nhưng đôi đua móc meo vẫn mơ được trời bóng vàng. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi vốn chàng, đắng tay mỗi mình hầu đời đều như đại ca tư. Nàng có hay biết rằng nay cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta, không biết thân phận kiếm phú dám mơ thành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đắng thêm tôi chọn tướng công cho nàng đầu bia đắng son. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thắng hồng có ai đớn đau gì đâu. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thắng hồng có ai đớn đau gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.